NATO cần chuẩn bị cho kịch bản Mỹ rút khỏi liên minh nếu ông Trump trở lại Giáo hoàng khuyên Ukraine dương cờ trắng để đàm phán với Nga Cựu Tổng tư lệnh Ukraine tướng Zaludny rời quân ngũ sau khi trượt bài kiểm tra sức khỏe Các lực lượng Mỹ-Pháp bắn hạ hàng chục UAV ở Biển Đỏ Ông Biden và ông Trump chạm trán nảy lửa tại Georgia Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mới đây các nhà ngoại giao ở châu Âu cho rằng nếu cựu tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử, ông có thể rút Mỹ khỏi NATO. Do đó, các nước thành viên trong khối liên minh quân sự này cần chuẩn bị cho một kịch bản như vậy. Trong khi đó, tờ Politico đưa tin Pháp đang tập hợp một liên minh gồm các quốc gia có thể gửi quân tới Ukraine sau tuyên bố gây tranh cãi của Tổng thống Emmanuel Macron. Báo Telegraph của Anh ngày 9 tháng 3 dẫn lời một số nhà ngoại giao từ các nước thành viên NATO cảnh báo NATO có thể phải đối mặt với khả năng Mỹ rút khỏi liên minh nếu cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử vào tháng 11 tới. Một nhà ngoại giao châu Âu nói với Telegraph rằng khả năng Mỹ rút khỏi NATO là một mối lo ngại. Nhà ngoại giao châu Âu nói, không ai biết ông ấy sẽ làm gì tiếp theo, ám chỉ cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump gần như chắc chắn sẽ trở thành ứng viên của Đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, sau khi giành chiến thắng tại 14 trong số 15 bang tiến hành bầu cử sơ bộ trong ngày siêu thứ ba. Đối thủ cuối cùng còn lại của ông Trump, bà Nikki Haley đã tuyên bố dừng cuộc đua giành đề cử của Đảng Cộng hòa ngay sau đó. Ông Trump hiện được cho là sẽ tái đấu với đối thủ cũ Joe Biden vào tháng 11. Tổng thống đương nhiệm của Mỹ cũng dẫn đầu trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ. Trước đó, một số cựu quan chức cấp cao của Mỹ cho rằng Washington có thể rút khỏi NATO nếu ông Trump trở lại Nhà Trắng một lần nữa. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper từng đưa ra dự đoán như vậy vào cuối năm 2023. Theo ông Esper, ông Trump có thể bắt đầu rút lực lượng Mỹ ra khỏi các nước NATO có khả năng gây ra sự sụp đổ của liên minh. Trước đó, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ dưới thời Tổng thống Trump John Bolton cũng đưa ra tuyên bố tương tự. Ông Bolton nhận định NATO sẽ thực sự gặp nguy hiểm và nói thêm rằng Ông Trump sẽ cố gắng đưa Mỹ ra khỏi NATO. Một nhà ngoại giao châu Âu nói rằng các nước thành viên NATO nên lập kế hoạch cho kịch bản ông Trump rút Mỹ khỏi liên minh hoặc làm suy yếu cam kết của Mỹ với NATO. Nguồn tin của Telegraph nói rằng NATO cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống này. Một quan chức khác cho rằng NATO là quá phụ thuộc vào Mỹ. Theo quan chức này, một cuộc thảo luận về việc phòng ngừa rủi ro khi Mỹ rút quân là cần thiết. Nguồn tin thứ ba được Telegraph trích dẫn cho biết các quốc gia châu Âu nên kiểm tra khả năng phù hợp của kế hoạch phòng thủ trước những rủi ro như vậy. Ông Lord Kim Darroch, cựu đại sứ Anh tại Mỹ và cố vấn an ninh quốc gia của Thủ tướng Anh, cũng từng bày tỏ lo ngại tương tự. Ông Darroch nhấn mạnh trong một bài viết cho Prospect, nếu tôi là một quan chức trong bất kỳ văn phòng thủ tướng nào trên khắp châu Âu, tôi sẽ ủy quyền cho các chuyên gia trong chính phủ bắt đầu tìm kiếm kế hoạch dự phòng cho trường hợp việc NATO không có Mỹ. Trong diễn biến có liên quan, Politico đưa tin ngày 9 tháng 3, khi bình luận về chuyến thăm của ngoại trưởng Pháp, Stéphane Ciglione tới Litva. Pháp đang xây dựng một liên minh gồm các quốc gia sẵn sàng gửi quân phương Tây đến Ukraine và đang trong quá trình khoét sâu thêm cuộc xung đột với một Berlin thận trọng hơn. Politico cho biết, tại cuộc họp báo với những người đồng cấp Litva và Ukraine vừa qua, Ngoại trưởng Pháp nhấn mạnh khả năng gửi quân NATO đến Ukraine để giải quyết vấn đề giả phá bom mìn và sẽ không tham gia vào các hoạt động tấn công. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nêu khả năng binh sĩ phương Tây được triển khai tới Ukraine. Tuy nhiên, ngay sau đó, hầu hết các nước châu Âu gồm cả Đức, Cộng hòa Séc và Ba Lan tuyên bố họ không có kế hoạch như vậy. Tuy nhiên, ba nước Baltic lại cởi mở với ý tưởng này. Trong cuộc phỏng vấn được ghi hình hồi tháng trước với đài phát thanh và truyền hình RSI của Thụy Sĩ và dự kiến được phát sóng vào ngày 20 tháng 3 tới, khi được hỏi quan điểm về cuộc tranh luận giữa những người khuyên Ukraine nên từ bỏ xung đột vì không thể đẩy lùi các lực lượng Nga, với một bên là những người cho rằng bước đi như vậy sẽ hợp pháp hóa hành động của kẻ mạnh nhất, giáo hoàng bày tỏ, đó là một cách giải thích, đó là sự thật, nhưng theo tôi, kẻ mạnh nhất là người nhìn vào hoàn cảnh, nghĩ đến mọi người, thể hiện sự can đảm dương cờ trắng và đàm phán. Từ thương lượng mang ý nghĩa can đảm, khi bạn thấy mình bị đánh bại, rằng mọi việc không được suôn sẻ, bạn phải có can đảm để đàm phán. Đồng thời, ông cũng cho biết, các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine có thể thúc đẩy bởi các bên trung gian quốc tế và thực tế là hiện tại có nhiều nước sẵn sàng đóng vai trò trung gian. Giáo Hoàng nói và nhấn mạnh thêm rằng đàm phán không có nghĩa là đầu hàng. Ví dụ như Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác Người ta không nên xấu hổ với các cuộc đàm phán. Điều này sẽ ngăn chặn điều tồi tệ nhất xảy ra, cần có sự can đảm thực sự để không đẩy đất nước đến chỗ tự sát. Khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng đóng vai trò hòa giải hay không, Giáo hoàng cho biết, "Tôi luôn sẵn sàng." Đây có lẽ là lần đầu tiên Giáo hoàng Francis sử dụng cụm từ cờ trắng hay bị đánh bại khi bàn về xung đột Nga-Ukraine, mặc dù trước đó ông từng kêu gọi các bên đàm phán. Trong cuộc họp báo ngày 8 tháng 3 với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, thăm Istanbul, tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan tuyên bố nước này sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với sự tham gia của ukraine và liên bang nga tổng thống erdogan nói chúng tôi sẵn sàng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình với sự tham gia của nga ông nhấn mạnh nếu moscow và kiev đồng ý nối lại thỏa thuận ngũ cốc ankara sẽ cung cấp sự hỗ trợ cần thiết nhà lãnh đạo thổ nhĩ kỳ chia sẻ sáng kiến ngũ cốc biển đen đã ngăn chặn cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu như trước đây chúng tôi sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho một thỏa thuận mới về phần mình Tổng thống Zelensky tuyên bố phản đối việc Nga tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình. Ông nhấn mạnh Kiev muốn đạt được một nền hòa bình công bằng. Trước đó, Nga đã tuyên bố sẵn sàng đối thoại nếu lợi ích của Moscow được tính đến. Bộ Ngoại giao Liên bang Nga gọi các điều kiện của Ukraine trong công thức hòa bình, kể cả việc rút quân là không thể chấp nhận được. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp Sebastian Lecornu đã tuyên bố ý định mở nhà máy sản xuất trang thiết bị quân sự trên lãnh thổ Ukraine. Theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Pháp, ba công ty quốc phòng Pháp dự định tổ chức hội thảo tại Ukraine vào mùa hè này. Vai trò chính trong dự án này sẽ do tập đoàn KNDS Đức Pháp được thành lập bởi hai ông lớn trong lĩnh vực sản xuất vũ khí châu Âu là Nexter của Pháp và Crossmaffei Wegmann GmbH và CoKG của Đức. Bộ trưởng Sebastian Lekonyu cho biết, chúng tôi đang đàm phán với các doanh nghiệp Ukraine, ý tưởng là tổ chức các quan hệ đối tác địa phương, các thỏa thuận thương mại, khám phá thị trường nội địa Ukraine. Theo ông, các doanh nghiệp nước này cần phải bảo vệ lợi ích của mình. Các quốc gia khác cũng đang tận dụng cơ hội này, xung đột quân sự Nga-Ukraine và các doanh nghiệp Pháp không có lý do gì để từ chối cơ hội như vậy. Ông Lê Cầu Nhu nói trên đài phát thanh RMC rằng ba công ty sản xuất vũ khí của Pháp có ý tưởng đưa cơ sở sản xuất đầu tiên hoạt động vào mùa hè năm nay. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo quân đội Pháp không tiết lộ thêm sản phẩm dự kiến sản xuất tại Ukraine và công suất dự kiến của các nhà máy. Tuy nhiên, chắc chắn là kế hoạch đầy tham vọng của Đức và Pháp sẽ gặp nhiều khó khăn từ phía Nga bởi Moscow đã từng cáo buộc việc phương Tây cung cấp vũ khí hạng nặng như máy bay chiến đấu, xe tăng, tên lửa cho Kiev đã biến cuộc xung đột Nga-Ukraine thành chiến tranh ủy nhiệm với NATO. Giới lãnh đạo Moscow, điển hình là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã từng tuyên bố tất cả các vũ khí phương Tây cung cấp cho quân đội Ukraine sẽ trở thành mục tiêu tấn công hợp pháp của Nga, thậm chí là mục tiêu hàng đầu cần phải phá hủy trong diễn biến khác các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất fpv là một công cụ phổ biến và hiệu quả trong kho vũ khí của ukraine chúng được sử dụng để thu thập thông tin chiến trường hoặc được triển khai như một công cụ trinh sát dẫn đường cho các cuộc pháo kích alexander stupun cựu phát ngôn viên của nhóm chiến đấu tapria của ukraine cho hay các máy bay fpv đã chứng minh là công cụ hiệu quả Bộ trưởng chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov cũng nhận định với Newsweek rằng các phương tiện này đôi khi hoạt động hiệu quả hơn cả các hệ thống pháo. Một nhà quan sát quân sự nga cho hay trên Telegram rằng đối phương đang thay đổi tần số cũng như đặt hàng sản xuất công nghiệp với quy mô thay đổi từ các nhà máy nước ngoài. Các hệ thống tác chiến điện tử của chúng tôi không phải lúc nào cũng hiệu quả. Các nguồn tin của Ukraine cũng thông báo Samuel Benedt thuộc Trung tâm phân tích hải quân có trụ sở tại Mỹ nhận định quân đội Nga đã chuyển các máy bay không người lái FPV sang các tần số khác với những tần số được các hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine sử dụng. Theo ông, cả hai bên dường như đều tin rằng đối phương đang sản xuất nhiều FPV hơn nhưng khó để xác định số lượng chính xác. Ukraine chiếm ưu thế trong việc sản xuất FPV vào nửa đầu năm 2023, nhưng Nga đã đối phó bằng cách tăng cường các chương trình sản xuất. Trong khi đó, Kiev vận động một số nhà gây quỹ để duy trì nguồn cung UAV giá rẻ nhưng đóng vai trò vô cùng quan trọng trên chiến trường hiện nay. Một chỉ huy của Ukraine vào giữa tháng 12 năm 2023 cho biết các binh lính Ukraine chỉ có một FPV để đối phó với 7 FPV của Nga tại những khu vực chiến đấu quan trọng ở phía đông và phía nam. Các hệ thống tác chiến điện tử là một phần trong chiến lược của Nga và Ukraine nhằm đối phó với các đội FPV mở rộng của đối phương. Các hệ thống này có thể can thiệp vào quá trình UAV nhắm tới mục tiêu cũng như gây nhiễu tín hiệu từ vệ tinh dẫn đường cho các phương tiện không người lái. Chuyên gia Brian Clark thuộc Viện Hudson cho hay các hệ thống tác chiến điện tử đã tác động đến việc giao tranh ở Ukraine cũng nhiều như thời tiết và địa hình. Thưa quý vị, theo các kênh Telegram theo dõi xung đột Ukraine, trong đợt tấn công nhằm vào thành phố Odessa vừa qua, quân đội Nga đã phá hủy hoàn toàn trung tâm tình báo vô tuyến và vệ tinh Ovidiopol-2 của lực lượng vũ trang Ukraine AFU. Trong khi đó, Phó đại diện Liên bang Nga tại Liên Hợp Quốc tuyên bố, việc thủ tiêu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không nằm trong kế hoạch tiến hành quân sự của Nga. Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ quân đội Nga cho hay, trong đợt tấn công Odessa vào dạng sáng mùng 8 tháng 3 theo giờ địa phương, Moscow đã phá hủy hoàn toàn cơ sở tình báo vô tuyến và vũ trụ Ovidiopol 2 của Ukraine đặt tại thành phố cảng này. Cơ sở tình báo tuyệt mật của Ukraine nằm gần làng Akaza thuộc vùng Ovidiopol. Dưới thời Liên Xô trước đây, cơ sở này chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động trinh sát điện tử và chặn thông tin truyền qua các kênh liên lạc vệ tinh. Sau năm 1991, Cơ sở này thực hiện các nhiệm vụ tương tự cho cơ quan tình báo Ukraine. Năm 2020, có thông tin cho rằng Ovidio Pol 2 đã được chuyển giao cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Việc thủ tiêu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không nằm trong kế hoạch tiến hành quân sự của Nga. Đây là tuyên bố của Phó đại diện Liên bang Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky. Ông Polianski đưa ra tuyên bố trên khi bình luận về vụ Nga tấn công thành phố Odessa đúng lúc ông Zelensky có mặt tại đây để gặp Thủ tướng Hy Lạp. Lúc đó, báo chí Hy Lạp đã đưa tin đoàn xe của Tổng thống Ukraine bị tên lửa Nga tấn công, song không ai bị thương. Sau đó, theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, không quân Nga đã thực hiện vụ tấn công tên lửa vào khu nhà chứa máy bay tại cảng công nghiệp Odessa, nơi Ukraine cất các xuồng không người lái để tấn công quân sự. Theo ông Poliansky, đối với Nga, các xuồng không người lái này là mục tiêu phá hủy quan trọng hơn ông Zelensky. Ở diễn biến khác, trong cuộc phỏng vấn của nhật báo Đức, Sergei Tung đăng ngày 9 tháng 3, ngoại trưởng Anh David Cameron đã tuyên bố phản đối việc điều binh sĩ phương Tây tới Ukraine, thậm chí cả với mục đích thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Ông Cameron cho biết sứ mệnh huấn luyện tốt nhất nên được thực hiện ở nước ngoài. Đồng thời lưu ý rằng Anh đã huấn luyện 60.000 binh sĩ Ukraine theo cách đó. Theo ông, việc đưa binh sĩ nước ngoài vào Ukraine sẽ tạo ra mục tiêu cho Nga. Ngoài ra, ông đánh giá Ukraine cần nhiều vũ khí tầm xa hơn và ông sẵn sàng hợp tác với Berlin để gạt bỏ sự dè dặt trong việc cung cấp tên lửa hành trình Taurus do Đức sản xuất cho Kiev. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 26 tháng 2 đã gây xôn xao cho các đồng minh khi không loại trừ khả năng điều binh sĩ phương Tây tới Ukraine. Tuy nhiên, Berlin đã từ chối cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine vì lo ngại với tầm bắn 500 km, tên lửa này có khả năng được sử dụng để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Ngoại trưởng Ba Lan Radek Sikorsky vừa tuyên bố sự hiện diện của các lực lượng thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Ukraine là điều không phải là không được tính đến, đồng thời đánh giá cao việc Tổng thống Pháp đã không loại bỏ ý tưởng này. Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Sikorsky đưa ra khi phát biểu trước Quốc hội ngày 8 tháng 3 nhân kỷ niệm 25 năm ngày Ba Lan trở thành thành viên NATO, cũng như bình luận về tuyên bố hồi tháng 2 của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng không thể loại trừ khả năng các binh sĩ phương Tây sẽ được điều đến Ukraine. Lời bình luận của ông Macron đã khiến các nhà lãnh đạo khác phản đối kịch liệt và các quan chức Pháp sau đó đã phải tìm cách làm rõ tuyên bố của ông Macron và hạ nhiệt làn sóng phản ứng dữ dội, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải gửi đi một tín hiệu rõ ràng tới Nga rằng Moscow không thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột tại Ukraine. TASS đưa tin quân đội Nga phá hủy ba bệ phóng hệ thống tên lửa phòng không Patriot trong cuộc tấn công bằng tên lửa chiến thuật ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Theo nguồn tin, hệ thống tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất nằm trong số những khí tài quân đội Ukraine bị phá hủy trong cuộc tấn công bằng tên lửa Iskander của Nga tại Donetsk. Lực lượng Nga cũng đã công bố đoạn video tên lửa Iskander tập kích và phá hủy đoàn xe Ukraine, trong đó có ít nhất hai xe nghi là bệ phóng Patriot ở tỉnh Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga trước đó cũng thông báo đã thực hiện đòn tấn công chính xác bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander nhằm vào tổ hợp phòng không Ukraine gần thành phố Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk. Trong video được công bố, tổ hợp phòng không Ukraine bị máy bay không người lái UAV theo dõi bằng cảm biến ảnh nhiệt tại khu vực cách tiền tuyến khoảng 50 km. Đoàn xe xếp hàng dọc trên tuyến đường và không di chuyển, dường như là đang nghỉ chân trên hành trình đến trận địa. Tên lửa Iskander lao xuống giữa đội hình, tạo ra vụ nổ dữ dội, bao trùm gần như toàn bộ đoàn xe nhiều mảnh vỡ bốc cháy và văng ra xa trước khi xuất hiện vụ nổ thứ cấp do nhiên liệu của các quả đạn bị bắt lửa. Quân đội Nga ban đầu tuyên bố đánh trúng tổ hợp phòng không tầm xa S-300PS của Ukraine, phá hủy ba xe chở đạn kiêm bệ phóng, một radar dẫn bắn và hai xe hộ tống. Tuy nhiên, hình ảnh hiện trường sau đó cho thấy ít nhất hai phương tiện nghi là bệ phóng M-901 thuộc tổ hợp tên lửa Patriot đặt trên xe đầu kéo MAN KAT-1 do Đức sản xuất. Nguồn tin an ninh Nga giấu tên nói với hãng RIA Novosti rằng đã phân tích hình ảnh và kết luận, đòn tập kích không chỉ phá hủy hệ thống S300 như thông báo trước đó, mà còn đánh trúng hai bệ phóng thuộc tổ hợp Patriot của đối phương. Tuy nhiên, giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin. Hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander là vũ khí độ chính xác cao với tầm bắn lên tới 500 km. Đầu đạn của tên lửa có thể loại bỏ hầu hết mọi mục tiêu, phá hủy hệ thống phòng không của đối phương. Iskander được trang bị tên lửa đạn đạo, dễ dàng tiếp cận mục tiêu và bất khả xâm phạm trước các hệ thống phòng không của đối phương. Mỹ đã gửi các hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine vào mùa xuân năm ngoái, nhưng chúng gặp khó khăn trong việc đánh chặn đạn pháo của Nga. Vào tháng 5 năm 2023, Bộ Quốc phòng Nga liên tục đưa ra tuyên bố bắn hạ nhiều hệ thống tên lửa Patriot ở Ukraine bằng tên lửa siêu thanh Kiza. Các nước phương Tây đã cung cấp cho Ukraine thiết bị quân sự kể từ khi Nga bắt đầu kế hoạch quân sự vào tháng 2 năm 2022. Sự hỗ trợ này phát triển từ đạn pháo hạng nhẹ và huấn luyện đến vũ khí hạng nặng, trong đó có cả xe tăng, xung đột Nga-Ukraine kéo dài và trở thành cuộc xung đột tiêu hao đã xuất hiện tâm lý mệt mỏi ở Mỹ và các quốc gia phương Tây viện trợ cho Kiev. Nhiều đề xuất hòa bình cho xung đột đã được đưa ra, song chưa mang lại kết quả do khác biệt về quan điểm giữa Nga và Ukraine. Moscow cho rằng quyết định của Mỹ và các nước NATO cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine khiến cho đàm phán giữa Nga và Ukraine trở nên vô nghĩa. Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ và đồng minh tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột, cảnh báo phương Tây không cung cấp vũ khí cho Ukraine Căn cứ hình ảnh thu được, Nga đã sử dụng mô đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh mới cho bom không điều khiển. Được biết, loại đạn này chứa bộ phận chiến đấu của bom hàng không FAB-250. Loại đạn này có ghi ngày sản xuất là tháng 2 năm 2024. Trên thực tế, quả bom mới là một loại tên lửa hành trình rẻ tiền. Sự hiện diện của hệ thống treo cho thấy rõ loại đạn này là loại dùng để phóng từ trên không. Dù vậy, nó vẫn kém xa so với tên lửa hành trình. Nhưng đây chưa phải là sản phẩm kỳ lạ nhất của ngành công nghiệp quốc phòng Nga được ghi nhận. Mới đây, có hình ảnh cho thấy lực lượng Nga đang thử nghiệm máy bay không người lái tấn công FPV được trang bị kênh liên lạc bằng dây dẫn. Việc sử dụng liên lạc bằng dây trong điều khiển máy bay không người lái mang lại một lợi thế quan trọng, chiếc FPV như vậy trở nên bất khả xâm phạm trước các phương tiện tác chiến điện tử của chính nó và của đối phương. Hiện tại vẫn chưa biết vì sao Nga lại phát triển máy bay không người lái loại này và dự án đang ở giai đoạn nào nhưng thực tế là nguyên mẫu đầu tiên đã xuất hiện trên tiền tuyến. Trong khi đó, theo nhận định của Maxim Skripchenko, Chủ tịch Trung tâm Đối thoại Xuyên Đại Tây Dương có trụ sở tại Kiev, khi cuộc xung đột với Nga bước sang năm thứ ba, Ukraine nhận thấy mình đang ở thế bế tắc. Sự suy yếu hỗ trợ từ bên ngoài hiện là một thực tế có ảnh hưởng lớn đối với Kiev. Trong nhiều tháng qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã không thể thúc đẩy quốc hội nước này thông qua gói viện trợ cho Ukraine do sự phản đối trong đảng Cộng Hòa trong khi đó châu âu đang vật lộn với những hạn chế của chính mình khi sự hỗ trợ dành cho quân đội ukraine từ các đồng minh giảm sút nga vốn rất giỏi trong việc lách các lệnh trừng phạt từ phương tây và được thúc đẩy bởi doanh số bán dầu đã tăng cường tấn công ukraine hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các nguồn cung quân sự quan trọng như đạn pháo và đạn phòng không nhưng bất chấp những thách thức ukraine dường như đang tự lực cánh sinh một động thái được đánh dấu bằng sự quyết tâm và điều chỉnh chiến lược khi đối mặt với nghịch cảnh. Ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đang chuyển từ mua sắm khẩn cấp sang tăng cường sản xuất vũ khí của riêng mình và hình thành quan hệ đối tác chiến lược với các công ty quốc phòng nước ngoài. Sự thay đổi này nhằm tăng cường khả năng tự phòng thủ về lâu dài. Việc sử dụng sáng tạo máy bay không người lái của Ukraine cũng thể hiện sự tự chủ của họ. Hiệu quả của các thiết bị giá rẻ này được nhấn mạnh bởi tính linh hoạt và độ chính xác của chúng có khả năng vô hiệu hóa bộ binh đối phương trong chiến hào và tiêu diệt các mục tiêu có giá trị cao như xe bọc thép. Những máy bay không người lái này đã có ảnh hưởng lớn trên chiến trường. Động lực hướng tới sự tự lực canh sinh này không chỉ là một phản ứng thời chiến mà còn là một tầm nhìn chiến lược. Ukraine đặt mục tiêu xây dựng một ngành công nghiệp quốc phòng vững mạnh có thể giảm sự phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ bên ngoài, giúp tăng cường năng lực trong cuộc giao tranh hiện tại và phát triển khả năng gian đe quân sự mạnh mẽ trước các mối đe dọa trong tương lai không quân Nga ngày càng chứng minh được khả năng hoạt động hiệu quả dọc tiền tuyến trải dài gần 1.000 km giữa bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine đã bước sang năm thứ ba. Theo thông tin do tạp chí Forbes đăng tải, các máy bay ném bom Su-34 do các chiến đấu cơ Su-35 hộ tống hiện đang xuất kích hàng trăm lần mỗi ngày, thả những quả bom lượn vệ tinh dẫn đường KAB cách vị trí của Ukraine khoảng 40 km và hỗ trợ lực lượng bộ binh Nga có thể kiểm soát chúng. Chiến dịch ném bom lượn không ngừng nghỉ của Nga đã mang tính quyết định một quân nhân thuộc lữ đoàn xung kích số 3 của quân đội Ukraine đã thừa nhận những quả bom này có thể phá hủy hoàn toàn mọi vị trí. Những người lính Ukraine chia sẻ rằng tác động từ các cuộc tấn công bằng bom lượn của Nga gây ra sức tàn phá khủng khiếp và gây ám ảnh cho họ. Việc sử dụng bom lượn giúp máy bay giảm thiểu rủi ro hơn nhiều so với dùng bom trọng lực thông thường, vì bom thường phải được thả từ vị trí gần mục tiêu khiến máy bay tấn công rất dễ bị hệ thống phòng không đối phương bắn hạ. Đây cũng được cho là giải pháp thay thế ít tốn kém hơn nhiều so với việc sử dụng tên lửa hành trình hoặc tên lửa đạn đạo phóng từ trên không, nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác cao khi tấn công mục tiêu. Nhờ được trang bị các hệ thống dẫn đường chính xác cho phép những quả bom lượn loại bỏ mục tiêu hiệu quả hơn nhiều, đồng thời giúp giảm đáng kể số lần xuất kích cần thiết của phi công. Bên cạnh đó, bom lượn được thả từ độ cao lớn hơn, giúp chúng bay xa hơn lên tới 70 km, đồng thời giúp các máy bay an toàn hơn cho các hệ thống phòng không tầm ngắn trên mặt đất, được dẫn đường bằng tia hồng ngoại. Trong khi đó, Lực lượng không quân Ukraine những ngày gần đây cũng đã bắt đầu ném bom lượn Hammer do Pháp sản xuất vào các vị trí của đối phương ở khoảng cách xa hơn 60 km. Tuy nhiên, số lượng bom lượn mà Ukraine thả gần như không đủ để trở thành mối đe dọa đối với quân đội Nga, trong khi giới quan sát nhận định rằng Kiev sẽ không bao giờ đạt được điều đó nếu Mỹ tiếp tục đứng ngoài cuộc xung đột này. Quân đội Ukraine tuần trước đã công bố một video ghi lại cuộc tấn công đầu tiên bằng bom lượn Hammer nhằm vào các vị trí của Nga ở thành phố Arivka, sau khi các máy bay ném bom vào chiến đấu của Nga tấn công đơn vị đồn trú của Ukraine bằng hàng trăm quả bom lượn, ngày 4 tháng 3, Ukraine tiếp tục tung ra đoạn video thứ hai cho thấy bom lượn Hammer tấn công nhằm vào một kho tiếp tế của Nga ở kozachi Lahiri. Kho vũ khí này nằm ngay phía tây đầu cầu của thủy quân lục chiến Ukraine tại Karinki trên tảng ngạn sông Dnieper. Có thông tin cho rằng các kỹ sư của Pháp đã nhanh chóng tích hợp các quả bom lượn do vệ tinh dẫn đường này vào tiêm kích Su-27, MiG-29 của Ukraine và hoàn thành công việc này chỉ vài tuần sau khi Paris thông báo sẽ cung cấp cho Kiev 50 quả bom Hammer mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 1 năm 2024. Thời gian gần đây, không quân Nga tăng cường hoạt động sử dụng bom hạng nặng, bom không điều khiển F3B với mô đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh phổ quát UMPC để đánh phá công sự và nhân lực của quân đội Ukraine trên chiến trường. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, nhờ các mô đun này, lực lượng Nga có thể thực hiện các cuộc tấn công chính xác trong khi máy bay vẫn ở khoảng cách an toàn với tiền tuyến. Video mới của quân đội Nga cho thấy, quá trình Su-34 tác chiến đem bom xuống mục tiêu phá hủy cụm công sự Ukraine cùng binh lính bên trong ở gần Karasniliman, tỉnh Donetsk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổ lái Su-34 đã tấn công mục tiêu bằng các quả bom FAB-500 có sức công phá cực mạnh. Trong video, máy bay Nga Su-34 xuất kích từ sân bay, trao lượn trên bầu trời rồi thả các quả bom FAB-500 những trái bom này sau đó xoay cánh và rơi trong không gian xuống mục tiêu Ukraina Sau khi nhận được thông tin xác nhận từ bộ phận trinh sát rằng mục tiêu đã bị vô hiệu hóa, tổ lái đưa máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay. su mang biệt danh Thú Mỏ Vịt là một máy bay hai động cơ, siêu thanh, hoạt động được trong nhiều điều kiện thời tiết. Máy bay do hãng su khôi của Nga chế tạo, với kiếp lái gồm hai người. su được trang bị hệ thống điện tử hàng không hiện đại, đạn dẫn đường chính xác và khoang bom lớn, đây được xem là vũ khí uy lực và cơ động trong tác chiến hiện đại. Các cuộc tấn công có độ chính xác cao của bom hạng nặng F3B vào nhiều vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine đã được ghi lại và công khai. Là một phần của chiến dịch quân sự đặc biệt, quân đội Nga đang hoạt động tấn công tích cực trên mọi hướng, dựa vào sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các đơn vị pháo binh và hàng không. Các video được quay theo hướng Zaporizhia và Nam Donetsk cho thấy rõ sự hiệu quả của các cuộc tấn công kiểu này. Hình ảnh ghi lại cho thấy cách bốn quả bom ném chính xác vào các mục tiêu trong vành đai rừng. Theo AVP, Bộ Chỉ huy Quân sự Ukraine và binh sĩ của lực lượng vũ trang Ukraine thường xuyên bày tỏ quan ngại về các cuộc tấn công lớn của hàng không Nga, trong đó có việc sử dụng bom nổ mạnh. Ngày 8 tháng 3, thông tin máy bay không người lái Nga tấn công các trung tâm liên lạc và sở chỉ huy của lực lượng vũ trang Ukraine cũng đã được truyền thông đăng tải. Theo AVP, trong vùng hoạt động quân sự đặc biệt, các máy bay chiến đấu của nhóm phía Tây đã đạt được thành công đáng kể phá hủy các mục tiêu của Ukraine ở nhiều hướng khác nhau. Máy bay không người lái trinh sát Zala được sử dụng trong chiến dịch này. Zala giúp xác định chính xác tọa độ của vật thể và hướng máy bay không người lái cảm tử lan xét tấn công mục tiêu. Ngoài những hành động thành công ở vùng Donetsk, tình hình ở hướng Donetsk vẫn căng thẳng. Quân đội Ukraine tiếp tục pháo kích vào các khu định cư của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Trong 14 giờ qua, 47 cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine đã được ghi nhận. Hiện tại, ở hướng Atmopski và Zaporizhia, quân đội Nga cũng đang tiếp tục triển khai các cuộc tấn công. Các cuộc đụng độ đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở khu vực Chasovaya và gần Urohany. Bản đồ được một ấn phẩm trực tuyến của Nga công bố cho thấy các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đang tiến sâu hơn vào bên trong nước Nga. Phân tích của Verska, một hãng tin độc lập của Nga được thành lập ngay sau khi cuộc xung đột ở Ukraine bắt đầu, cho thấy các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mới nhất trên đất Nga đã mở rộng diện tích đất nước nằm trong tầm bắn của Ukraine lên 1,045 triệu km vuông. Nga đã hứng chịu làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine. Với một số cuộc tấn công nhắm tới Moscow, nhiều cuộc tấn công nhằm vào các kho đạn dược, Ukraine hiếm khi tuyên bố chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công trên đất Nga, nhưng Điện Kremlin đã cáo buộc Kiev cố gắng thực hiện các cuộc tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái. Voska cho biết đã xảy ra một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hôm mùng 7 tháng 3 vào một nhà máy luyện kim thuộc nhà sản xuất thép Sevesta ở thành phố Cherepovets thuộc vùng Volokda của Nga. Voska đưa tin cuộc tấn công là một trong những mục tiêu xa nhất tính từ tiền tuyến với Ukraine bị tấn công trên đất Nga kể từ khi giao tranh bắt đầu. Voska nói thêm, trước đây theo hướng Đông Bắc, máy bay không người lái đã bay tới Saint Petersburg và Yaroslav, nơi mục tiêu là nhà máy Nevsky Mazut và nhà máy lọc dầu Slavnev Janus. Ngoài ra, báo Ukrainska Pravda cũng cho biết Ukraine sẽ sớm nhận loại vũ khí chính xác tầm xa mới do Mỹ sản xuất là bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất GLSDB. Theo trang tin tổng hợp, Sersley đã dẫn lời người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder nói rằng như chúng tôi đã công bố năm ngoái, chúng tôi sẽ cung cấp cho Ukraine bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất như một phần trong nỗ lực hỗ trợ an ninh do USAID tài trợ. Vì lý do bảo mật, ông Ryder không xác nhận các mốc thời gian cụ thể của việc bàn giao bom GLSDB cho phía Ukraine. Gần đây, Ukraine tăng cường tấn công vào lãnh thổ Nga, bao gồm cả việc tỉnh sát biên giới với Ukraine như Belgorod lẫn các khu vực xa hơn. Về lý thuyết, tấn công mục tiêu trên đất Nga sẽ vừa tạo ra áp lực về quân sự, vừa khiến người dân Nga lo âu, từ đó có thể dẫn tới tâm lý phản đối cuộc xung đột gia tăng, đồng nghĩa gây áp lực chính trị lên điện Kremlin. Trước mắt nếu có bom GLDRS, Kiev có thể tấn công sâu vào lãnh thổ do Nga kiểm soát, buộc Moscow phải di chuyển hệ thống kho, tiếp tế hậu cần ra ngoài tầm tấn công của nó bom GLSDB là loại vũ khí kết hợp giữa rocket M26 và bom đường kính nhỏ GBU-39, có thể phóng từ bệ mặt đất như tổ hợp pháo phản lực phóng loạt M270, MRLS và hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao HIMARS. Thông tin về việc Mỹ cung cấp bom GLSDB đã được công bố vào năm ngoái. Loại vũ khí này nằm trong chương trình USAID của Mỹ, tức là bom GLSDB sẽ phải được sản xuất trước để chuyển giao cho Ukraine thay vì lấy trực tiếp từ kho vũ khí của Mỹ. Thống đốc vùng Kharkov do Ukraine bổ nhiệm, ông Ole Sinihubov thông báo chính quyền địa phương sẽ tiến hành sơ tán bắt buộc đối với cư dân sống ở các khu dân cư gần thành phố Kupyansk. Theo thông báo của thống đốc Ole Sinihubov, toàn bộ cư dân sống ở 57 khu dân cư xung quanh Kupyansk sẽ được sơ tán. Tất cả trẻ em và cha mẹ hoặc cư dân Ukraine có giấy tờ hợp lệ sẽ được sơ tán ở 18 khu dân cư thuộc hai khu vực Velikobuluska và Vinkovatska ông sini ehubov nói những người sơ tán sẽ được bố trí nơi ở mới ở vùng Kharkov hoặc các vùng lân cận khác chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng nơi ở cho họ ông sini ehubov nói đây là động thái nhằm bảo vệ các gia đình có trẻ em trong xung đột quân đội ukraine trước đó đã thông báo nga đang tập trung lực lượng lớn gần thành phố koban dường như chuẩn bị cho một cuộc tiến công quy mô lớn viện nghiên cứu chiến tranh isvk có trụ sở ở mỹ nhận định nga có thể lặp lại chiến thuật trong cuộc tiến công thành trì adipka nhưng với quy mô lớn hơn theo Kiev Independent, lực lượng Ukraine phòng thủ ở Kubyan đang căng mình chuẩn bị đối phó một cuộc tấn công lớn mới của Nga. Một binh sĩ Ukraine cho rằng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc đột phá ở Kubyan. Nga đang tập hợp mọi lực lượng, mọi trang thiết bị và cảnh báo có điều gì đó bất lợi sắp xảy ra. Các nhà quan sát quân sự Ukraine cho biết Nga từng điều một số lực lượng chiến đấu gần Kubyan tới hỗ trợ cuộc tiến công ở Adipka. Với việc Nga đã kiểm soát thành trì ở Adipka, Kubyan một lần nữa trở thành mục tiêu hàng đầu Nga có lẽ đang chờ thời điểm thuận lợi, có thêm lực lượng bổ sung trước khi mở cuộc tiến công toàn diện nhằm vào thành phố Kubian. Thời gian hiện đang không ủng hộ Ukraine. Giống như các lực lượng khác ở tiền tuyến, lực lượng phòng thủ Ukraine ở Kubian cũng đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực, vũ khí và đạn dược, và điều này hoàn toàn trái ngược với Nga. Một binh sĩ Ukraine nói rằng, chúng tôi đang từ từ cạn kiệt tất cả mọi thứ. Miễn là còn sống, chúng tôi sẽ cố gắng giữ phòng tuyến ở Kubian. Về phía Mỹ, CNN dẫn lời các quan chức cấp cao của Mỹ đã nói rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đặc biệt lo ngại rằng Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc chiến trường ở Ukraine. Chính quyền Mỹ đưa ra nhận định như vậy dựa vào nhiều dấu hiệu khác nhau. Các phân tích dữ liệu tình báo nhạy cảm, theo đánh giá của phía Mỹ, một trong những sự kiện có thể khiến Nga sử dụng vũ khí hạt nhân là việc Ukraine giành lại quyền kiểm soát thành phố Kherson. Thời điểm đó, Nga cáo buộc Ukraine sử dụng bom bẩn một cáo buộc mà Washington cho rằng Moscow dựng lên để làm cớ cho một cuộc tấn công hạt nhân. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã thực hiện một loạt cuộc điện thoại tới các quan chức quốc phòng ở Mỹ, Anh, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ và thông báo với họ rằng Điện Kremlin lo ngại về những hành động khiêu khích tiềm tàng của Ukraine liên quan đến việc dùng bom bẩn. Mỹ đã bác bỏ cáo buộc của Nga, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về mục đích thực sự của Moscow khi đưa ra cáo buộc như vậy, trong đó có nhận định Nga chuẩn bị cho một cuộc tấn công hạt nhân. Tuy nhiên, nguồn tin của CNN cho biết, Mỹ chưa bao giờ phát hiện được thông tin tình báo cho thấy Nga đang thực hiện các bước huy động lực lượng hạt nhân của mình để thực hiện một cuộc tấn công như vậy. Mặc dù vậy, các quan chức Mỹ vẫn không chắc chắn liệu Nga có triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật hay không. Mỹ cũng hợp tác chặt chẽ với các đồng minh để phát triển các kế hoạch dự phòng cho một cuộc tấn công hạt nhân của Nga và phát thông điệp răn đe tới Nga về hậu quả của một cuộc tấn công như vậy. Khi Nga ngày càng đẩy lùi phòng tuyến của Ukraine ở miền Đông, nhiều binh sĩ và cư dân sống gần vùng giao tranh đang phải lo lắng về những gì sắp tới. Nga đã kiểm soát nhiều ngôi làng xung quanh Adipka, buộc Ukraine phải kéo lùi phòng tuyến. Bất chấp những nỗ lực của lực lượng Ukraine, tiếng đạn pháo ngày càng đến gần đến những ngôi làng ở miền Đông. Tại ngôi làng Ocheretin, gần Adipka, một người đàn ông 32 tuổi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để sẵn sàng sơ tán nếu lực lượng Nga áp sát. Anh nói, nếu tình hình trở nên nghiêm trọng, những người lính sẽ thông báo với chúng tôi. Xong chúng tôi không mong điều đó xảy ra. Một người khác cũng phàn nàn về việc mái nhà liên tục bị thủng do pháo kích và mong muốn các cuộc pháo kích chấm dứt. Người này đã chỉ về một chiến hào ở phía xa đường chân trời với những tiếng pháo kích không ngừng vang lên và cho biết nơi đó là Ocheretin, từng là ngôi làng thịnh vượng trước xung đột. Tại Zilani gần đó, một số cư dân lớn tuổi cuối cùng phải quyết định sơ tán với sự hỗ trợ từ một đơn vị cảnh sát đặc biệt của Ukraine một số cư dân ở Chasovya gần Bakhmut thậm chí không loại trừ khả năng Nga đạt thêm những bước tiến và kiểm soát khu vực. Đứng bên ngoài một điểm phân phát hàng viện trợ, một người đàn ông cho biết ông mong muốn hòa bình để được gặp cháu gái sống ở Moscow và em gái ở Kaliningrad. Ông nói, một nửa nước Nga là họ hàng của tôi. Một người phụ nữ phàn nàn việc lính Ukraine đồn trú gần dân thường, thu hút hỏa lực Nga vào khu vực và tình trạng thiếu thốn những dịch vụ cơ bản nhất. Không nước, không khí đốt, không điện, không còn gì cả. khi chúng tôi đi lấy nước, binh sĩ cũng đi và họ đã lấy hết. tuần vừa qua, giao tranh tiếp tục xảy ra tại nhiều địa điểm dọc theo chiến tuyến ác liệt nhất là ở phía tây và tây bắc donets thuộc vùng donbass phía đông ukraine. theo ước tính của bộ quốc phòng nga, lực lượng ukraine đã mất gần 7.300 binh sĩ cũng như các loại khí tài quân sự trong thời gian này. lực lượng ukraine được cho là đang triển khai lực lượng phòng bị lâu nay của họ ra chiến trường, cụ thể là xe tăng m1 abrams do mỹ cung cấp trong khi moscow dường như đã tăng cường các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu quân sự phía sau của ukraine như kho dự trữ đạn dược và các điểm tập kết tạm thời quân đội ukraine đã tuyên bố rằng sau khi adipka thất thủ họ đã rút lui về một tuyến phòng thủ ổn định mới giữa các làng olovka tonenkoi và bedichi tuy nhiên nhiều phương tiện truyền thông phương tây cho rằng kiev thực sự đã thất bại trong việc tạo ra một phòng tuyến như vậy khi chỉ có chiến hào cơ bản được đảo vội trong khu vực theo báo chí Nga, Oloka và Tonenkoi đã nằm dưới sự kiểm soát một phần của quân đội nước này. Chỉ Berichi còn nằm trong tay lực lượng Kiev. Quân đội Ukraine đã tích cực triển khai thêm lực lượng dự bị vào khu vực này và Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng nhiều cuộc phản công đã bị đẩy lùi hàng ngày ở khu vực đó. Tình trạng thiếu đạn đang đe dọa nhiều đơn vị của Ukraine trên chiến trường. Nhiều chiếc xe tăng không khai hỏa phát nào trong ít nhất là 3 ngày bởi thiếu đạn nghiêm trọng. Một chỉ huy đơn vị xe tăng cho biết với các chính trị gia phương Tây cuộc xung đột ở Ukraine là điều gì đó rất xa vời. Dù những người lính vận hành hệ thống pháo Paladin do Mỹ viện trợ vẫn còn nguồn đạn pháo dự trữ, nhưng hỏa lực của họ đã tỏ ra yếu ớt trước những đòn tấn công liên tục từ Nga. Họ phải cố gắng bắn chính xác để tiết kiệm. Với những người lính Ukraine, năm nay là một năm tồi tệ nhất trong cuộc xung đột. Một số đơn vị sắp không còn xe tăng. Nhiều người cũng bày tỏ bất bình vì gói viện trợ của Mỹ cho Ukraine bị chặn ở Hạ Viện. Cũng liên quan đến xung đột giữa Nga và Ukraine, thưa quý vị, tướng Valery Zaluzny, cựu tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine được cho xuất ngũ sau khi Hội đồng Y tế kết luận ông không đủ điều kiện sức khỏe để phục vụ cho quân đội. Tướng Valery Zaluzny, cựu tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine đã trải qua một cuộc kiểm tra sức khỏe vào mùa đông và được xác định là không đủ điều kiện phục vụ quân đội. Trong tháng 2, ông bị bãi nhiệm. Ngay cụ thể và các thông tin chi tiết khác về cuộc kiểm tra sức khỏe không được tiết lộ, một số hãng tin Ukraine cho biết, sau khi bị bãi nhiệm chức vụ Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang hồi tháng 2, theo quyết định của Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Zalutny đã được đặt dưới quyền điều động của Bộ trưởng Quốc phòng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Rustem Umerov đã không đề cử ông Zalutny cho bất kỳ vị trí quân sự nào tương xứng với trình độ và kinh nghiệm của ông. Trong hoàn cảnh đó, tướng Zalutny quyết định từ chức để có cơ hội đảm nhiệm vị trí khác. Trước đó, Bộ Ngoại giao Ukraine trong một tuyên bố cho biết, Tổng thống Ukraine đã phê duyệt quyết định bổ nhiệm ông Valery Zalutny cho vị trí đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Ukraine tại Vương quốc Anh. Tổng thống Zelensky đã giải thích thêm về động thái này trong một video. Ông nhấn mạnh rằng quyết định sẽ chỉ có lợi cho mối quan hệ giữa Kiev và London và mối quan hệ hai nước sẽ chỉ trở nên bền chặt hơn. Ông Zelensky nói thêm, ông Zaludny nói với tôi rằng đây là hướng đi mà ông ấy muốn đi, là làm ngoại giao. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hoan nghênh việc bổ nhiệm, cho rằng đây là bước đi hợp lý bởi ông Zaludny sẽ mang lại nhận thức về bối cảnh quân sự cần thiết cho vị trí này. Ông Kuleba giải thích, anh là một trong những quốc gia dẫn đầu trong việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Đây là đất nước có tầm nhìn chiến lược quân sự. Tân đại sứ tại đó phải có nền tảng quân sự sâu sắc. Theo báo Washington Post, từ tháng trước, ông Zaludny đã được đề nghị làm đại sứ ở Anh, nhưng nhà cầm quân nổi bật của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga này đã không chấp thuận. Việc bổ nhiệm ông Zaludny lần này được đánh giá như giải pháp giữa ông Zelensky và ông Zaludny giữa lúc xuất hiện nhiều tin đồn về mối quan hệ dạn nứt giữa Tổng thống và chỉ huy quân đội Ukraine. Một trong những mâu thuẫn công khai nhất là bất đồng giữa ông Zelensky và ông Zaludny về cuộc xung đột với Nga. Trước đây, chính quyền ông Zelensky đã chỉnh phát ngôn của ông Zaludny về tình hình Ukraine khi ông Zaludny thừa nhận Kiev đang gặp bế tắc. Ngoài ra, hai bên cũng không tìm thấy tiếng nói chung về chuyện huy động quân đội. Một trong những tin đồn nghiêm trọng nhất là việc ông Zelensky không hài lòng với cái gọi là tham vọng chính trị của ông Zaludny. Tổng thống Ukraine từng bóng gió nói rằng tướng lĩnh quân đội nên tập trung cho chiến trường, trong khi nhiều thông tin nói ông Zaludny có thể là đối thủ nặng ký của ông Zelensky nếu bầu lại tổng thống. Đánh giá trên của tờ New York Times dựa trên hình ảnh vệ tinh của Planet Lab về những đường hào thu sơ thưa thớt nằm ở khu vực phía tây Adipka mà Ukraine đang cố gắng bảo vệ. Những tuyến hào này thiếu nhiều công sự bổ sung có thể giúp cản bước xe tăng Nga và bảo vệ những con đường chính cũng như các vùng địa hình quan trọng. Adipka đã trở thành một vùng giao tranh khốc liệt và bế tắc trong suốt 9 tháng. Khi Nga chiếm được thành phố này vào tháng 2, chiến thắng lớn đầu tiên của họ kể từ tháng 5 năm ngoái, quân đội Ukraine tuyên bố họ đã bảo đảm được các tuyến phòng thủ bên ngoài thành phố. Nhưng sau đó, các lực lượng Nga tiếp tục chiếm được ba ngôi làng ở phía tây Adipka chỉ trong vòng một tuần và họ đang tranh giành ít nhất một ngôi làng khác. Các quan chức Mỹ nói riêng rằng họ lo ngại Ukraine đã không củng cố các tuyến phòng thủ sớm hoặc đủ tốt và giờ đây nước này có thể phải đối mặt với hậu quả khi các đơn vị Nga tiến chậm nhưng đều bước ra xa hơn Adipka tình báo quân sự Anh vừa qua cho biết lực lượng Nga đã tiến thêm khoảng 6 km từ trung tâm Adipka, một bước tiến nhỏ nhưng nhanh bất thường so với các hoạt động tấn công trước đó. Các chỉ huy Ukraine đã có nhiều thời gian để chuẩn bị phòng thủ bên ngoài Adipka. Khu vực này bị tấn công kể từ năm 2014 và Ukraine đã kiểm soát khu vực kể từ khi cuộc xung đột toàn diện bùng phát. Nhưng hệ thống phòng thủ của Ukraine bên ngoài Adipka cho thấy những công sự thô sơ bằng đất thường có rãnh nối để quân bộ binh tiếp cận các vị trí bắn gần kẻ thù nhất ngoài ra rất ít có nhiều lý do có thể giải thích cho việc Ukraine thiếu khả năng phòng thủ các quan chức Mỹ và chuyên gia quân sự cho biết giới chức Ukraine có thể đã quá tập trung vào các hoạt động tấn công vào năm ngoái thay vì dành các nguồn lực cần thiết cho việc xây dựng nhiều chiến hào và bẫy xe tăng như các kỹ sư nga đã xây dựng từ cuối năm 2022 ở miền nam nước này Sergei Horbetsky một đại tá quân đội Ukraine đã nghỉ hưu cho biết ai quan tâm và ai quan đó là một lựa chọn bởi vì đó là một lựa chọn rất tốn kém xây dựng các tuyến phòng thủ, không ai cả. Lưu ý rằng Ukraine có rất ít nguồn lực dự phòng vào thời điểm đó. Các quan chức Mỹ cho biết cũng có thể có yếu tố tâm lý. Nếu quân đội Ukraine giải miền giải đặc ở một số khu vực nhất định để cản trở bước tiến của Nga, thì đó sẽ là sự thừa nhận ngầm rằng họ khó có thể thực hiện các hoạt động tấn công ở cùng khu vực đó trong tương lai. Trong diễn biến khác, ông Zelensky trả lời khi được hỏi về các nỗ lực để ám sát ông. Họ nói đã có hơn 10 vụ ám sát nhắm vào tôi, nhưng đây là những con số do các quan chức cơ quan đặc biệt và cơ quan tình báo đưa ra. Tôi phải thừa nhận, tôi thực sự không đếm chúng. Đối với tôi, ở Ukraine, tất cả người dân của chúng tôi, quân nhân ở mặt trận, đang mạo hiểm mạng sống của mình mỗi ngày. Dân thường cũng gặp nguy hiểm hàng ngày do các cuộc tấn công giống như những cuộc tấn công vào Odessa Yên Bình. Ông Zelensky cũng nhấn mạnh rằng, mạng sống của ông cũng gặp nguy hiểm như bất kỳ công dân Ukraine nào khác. Nhà lãnh đạo lưu ý rằng, bản thân ông cũng sống trong điều kiện giống như những người Ukraine khác. Vừa qua, Nga bị cáo buộc tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào Odessa, khiến 5 người thiệt mạng. Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, Tổng thống Zelensky cùng với Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đang có chuyến thăm chính thức tới thành phố. Được biết, một tên lửa của Nga đã rơi cách đoàn chỉ 500 mét, lúc đó đang ở khu vực cảng. Chuyển sang những diễn biến mới nhất về tình hình xung đột ở Trung Đông. Thưa quý vị, các lực lượng Mỹ, Pháp và Anh đã bắn hạ hàng chục máy bay không người lái UAV ở khu vực Biển Đỏ trong đêm ngày 9 tháng 3 theo giờ địa phương, sau khi phong trào hâu nhắm mục tiêu vào các tàu khu trục của Mỹ trong khu vực. Ngày 9 tháng 3, các lực lượng Mỹ và Pháp đã bắn hạ hàng chục thiết bị bay không người lái UAV ở Biển Đỏ, sau khi lực lượng Houthi ở Yemen nhắm vào tàu sân bay Propane Fortune và các tàu khu trục khác của Mỹ ở Vịnh Aden. Cụ thể, Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Sencom cho biết, các tàu và máy bay của Hải quân Mỹ đã bắn hạ 15 UAV của lực lượng hầu thi ở Biển Đỏ. Sencom cho biết thêm, quân đội phản ứng trước một cuộc tấn công quy mô lớn mà hầu thi tiến hành tại Biển Đỏ và Vịnh Aden. Tuyên bố nhấn mạnh các UAV này được xác định là mối đe dọa đối với các tàu hàng, cũng như Hải quân Mỹ và các tàu liên minh trong khu vực. Trong khi đó, quân đội Pháp ra tuyên bố cho biết một tàu chiến và máy bay chiến đấu của Pháp cũng đã bắn hạ 4 UAV đang hướng về phía các tàu hải quân thuộc phái bộ Aspides của châu Âu trong khu vực. Tuyên bố nêu rõ, hành động phòng thủ này góp phần trực tiếp vào việc bảo vệ tàu chở hàng True Confident trao cờ Barbados bị tấn công và được lai dắt, cũng như các tàu thương mại khác đi qua khu vực. Hiện Pháp có tàu chiến trong khu vực và có máy bay chiến đấu tại các căn cứ ở Djibouti và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Trước đó, người phát ngôn quân sự của Houthi, Zaza Sareh, tuyên bố lực lượng này đã nhắm mục tiêu vào tàu chở hàng và một số tàu khu trục của Mỹ tại Biển Đỏ và Vịnh Aden bằng 37 UAV. Người phát ngôn này nhấn mạnh, hầu thì sẽ tiếp tục các cuộc tấn công cho đến khi cuộc bảo vệ nhằm vào người Palestine ở giải Gaza được dỡ bỏ. Cơ quan điều hành thương mại hàng hải của Anh, UKMTO, cũng xác nhận một vụ tấn công nhằm vào tàu Propel Fortune, cho biết công ty vận chuyển đã báo cáo hai vụ nổ gần tàu. Toàn bộ thủy thủ đoàn trên tàu đã an toàn và tàu đang tiếp tục đến cảng tiếp theo. Trong khi xung đột ở Biển Đỏ còn chưa lắng xuống, thì tình hình giao tranh giải Gaza cũng không kém phần căng thẳng. Theo tờ Washington Post, chính quyền Mỹ đã âm thầm phê duyệt và chuyển giao hơn 100 đơn hàng quân sự riêng biệt cho Israel kể từ khi xung đột Gaza bắt đầu vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Với số lượng tới hàng nghìn đơn vị đạn dược dẫn đường chính xác, bom đường kính nhỏ, bom phá bom kè, vũ khí nhỏ và các loại vũ khí sát thương khác. Thông tin này được các quan chức Mỹ thông báo với các thành viên quốc hội trong một cuộc họp kiến gần đây. Số lượng đơn hàng lên tới 3 chữ số là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự tham gia sâu rộng của Washington vào cuộc xung đột kéo dài 5 tháng ở Gaza. Theo cơ quan y tế Gaza, cuộc giao tranh đang gây chia rẽ lớn khi chính các quan chức và nhà lập pháp hàng đầu của Mỹ ngày càng bày tỏ nghi ngờ về chiến thuật quân sự của Israel trong một chiến dịch đã khiến hơn 30.000 người thiệt mạng. Trong khi đó, chỉ có hai thương vụ quân sự nước ngoài được phê duyệt cho Israel được công khai kể từ khi bắt đầu xung đột. Israel Hamas gồm đạn dược cho xe tăng trị giá 106 triệu đô la Mỹ và các bộ phận cần thiết để chế tạo đạn pháo 155 mm trị giá 147,5 triệu đô la Mỹ. Những giao dịch mua bán đó đã thu hút sự theo dõi của công chúng vì chính quyền tổng thống Biden đã phê duyệt bằng thẩm quyền khẩn cấp mà không qua quốc hội. Nhưng với hơn 100 giao dịch khác được chính phủ gọi là bán hàng quân sự nước ngoài hay FMS, các giao dịch chuyển vũ khí đã được xử lý mà không có bất kỳ cuộc tranh luận công khai nào vì mỗi giao dịch đều theo một số tiền cụ thể mà cơ quan hành pháp chỉ phải thông báo riêng cho quốc hội. Tổng hợp lại, các gói vũ khí trên đã tạo thành một sự chuyển giao hỏa lực khổng lồ cho Israel. Vào thời điểm các quan chức cấp cao Mỹ phàn nàn rằng Tel Aviv đã không thực hiện được lời kêu gọi của họ nhằm hạn chế thương vong cho dân thường, cho phép thêm viện trợ vào Gaza và kiềm chế những lời kêu gọi người Palestine di tản vinh viễn. Trong nỗ lực nhằm đưa hàng cứu trợ đến cho người dân ở giải Gaza, Liên minh châu Âu cùng với Mỹ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất dự kiến sẽ mở hành lang viện trợ đường biển giữa đảo Sip và giải Gaza vào cuối tuần này. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm 8 tháng 3 thông báo một hành lang viện trợ đường biển có thể bắt đầu hoạt động giữa Sip và Gaza vào cuối tuần này. Hoạt động này là một phần nhằm thúc đẩy các nỗ lực của phương Tây để giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo ở giải Gaza. Chúng tôi đang cùng nhau triển khai hành lang hàng hải này nỗ lực phối hợp giữa SIP, Liên minh châu Âu, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Mỹ và đây là nỗ lực không ngừng nghỉ để đưa hành lang này vào hoạt động, bất chấp mọi thách thức. Điều này thực sự truyền cảm hứng. Bây giờ chúng ta đã tiến rất gần đến việc mở hành lang viện trợ này, hy vọng là thứ Bảy, Chủ nhật tuần này và tôi rất vui mừng khi thấy hoạt động thí điểm đầu tiên được triển khai ngày 9 tháng 3. Tuyên bố trên của Chủ tịch Ủy ban châu Âu được đưa ra sau khi Tổng thống Joe Biden công bố kế hoạch cho quân đội Mỹ xây dựng một bến tàu tạm thời trên bờ biển địa trung hải của Gaza. Ngoài ra, một quốc gia khác là Anh sẽ hợp tác với Mỹ và các nước đối tác liên quan để mở hành lang trên biển, chuyển hàng cứu trợ trực tiếp đến Gaza. Nỗ lực thiết lập một tuyến đường biển để chuyển hàng cứu trợ được thúc đẩy trong bối cảnh khoảng 2,3 triệu người dân Gaza đang đối mặt với nạn đói hoành hành. Trong khi đó, ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho hay, các quan chức hai nước đã tổ chức nhiều vòng thảo luận về các chủ đề bao gồm Syria, Ukraine, Gaza, hợp tác công nghiệp quốc phòng, năng lượng và chống khủng bố. Phát biểu với truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ tại Washington, ngoại trưởng Fidan nói: "Hiện tại, đặc biệt là xét đến thời điểm chúng ta đã đạt tới với một tâm lý đổi mới, một chương trình nghị sự tích cực hơn, chúng ta có cơ hội tiếp tục con đường của mình bằng cách lật sang một trang mới. Trong khi giải quyết những vấn đề mà chúng ta đang gặp phải hiện nay, điều quan trọng là phải nhận ra tiềm năng chung mà hai quốc gia có thể tạo ra, cũng như những cơ hội mà chúng có thể mang lại." Ông Fidan nhắc lại quan điểm của Thổ Nhĩ Kỳ rằng cần có lệnh ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài ở Gaza, đồng thời nhấn mạnh các nước cần phải làm nhiều hơn nữa để giảm bớt thảm họa nhân đạo và mở đường cho giải pháp hai nhà nước. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao của Ankara cũng thảo luận các cách để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan, nhấn mạnh rằng Ankara thấy đã đến lúc thảo luận về con đường hướng tới chấm dứt giao tranh, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ không thấy sự sẵn lòng này từ Kiev và Moscow. Trước đó, quan chức hai nước đồng minh NATO đã bắt đầu các cuộc họp, được coi là cơ chế chiến lược hôm 7 tháng 3 để thảo luận về nỗ lực vượt qua những bất đồng sâu sắc về chính sách và cải thiện hợp tác trong các lĩnh vực khác. Mối quan hệ giữa các đồng minh NATO đã trở nên căng thẳng trong những năm gần đây, trong bối cảnh những bất đồng ngày càng tăng về một loạt vấn đề, mặc dù mối quan hệ đã đạt được động lực sau khi Ankara chấp thuận nỗ lực gia nhập liên minh của Thụy Điển. Theo hãng tin Reuters, trong thông điệp liên bang đưa ra ngày 7 tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra ý tưởng về cảng nổi quân sự nhằm tăng tốc viện trợ cho Gaza. Theo hãng tin Axios, kế hoạch xây dựng một cảng tạm thời ở dài Gaza là sáng kiến nhân đạo quan trọng nhất của Mỹ kể từ khi cuộc xung đột Hamas-Israel nổ ra và cho thấy nhận thức cấp bách bên trong Nhà Trắng về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza. Cảng nổi của Mỹ nhằm tăng tốc viện trợ cho Gaza được cho là sẽ đem đến 2 triệu bữa ăn mỗi ngày cho người dân trong vùng đất đã bị bắn phá dữ dội này. Liên Hiệp Quốc cảnh báo nạn đói đang trực chờ ở Gaza. Lầu Năm Góc ngày 8 tháng 3 giờ Mỹ cho biết, kế hoạch xây cảng này có thể mất tới 60 ngày với sự tham gia của hơn 1.000 binh sĩ Mỹ. Hệ thống cảng viện trợ cho Gaza đang được Mỹ hình dung như sau. Hàng viện trợ sẽ được tiếp nhận ở một xà lan nổi ngoài khơi, sau đó sẽ chuyển đến một con đường nổi đắp cao dài khoảng 550 mét neo vào bờ. Hệ thống cảng này dự kiến có thể giúp cung cấp khoảng 2 triệu bữa ăn mỗi ngày cho người dân ở Gaza. Binh lính Mỹ sẽ tham gia xây dựng, nhưng từ các tàu hải quân Mỹ ở ngoài khơi, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, kế hoạch hiện tại không bao gồm bất kỳ sự hiện diện nào của Mỹ trên mặt đất ở Gaza. Trước đó, các nỗ lực đã được tiến hành để điều phối các chuyến hàng bằng đường biển, nhưng vấn đề phức tạp nhất là thiếu cảng nước sâu để cho phép các tàu lớn cập bến và dỡ hàng viện trợ. Số hàng viện trợ này sẽ trải qua quá trình kiểm tra an ninh với sự tham gia của các quan chức an ninh Israel để đảm bảo nó không thể được sử dụng cho mục đích quân sự. Nhưng một khi hoàn tất, cảng này sẽ nhận hàng nhân đạo do quân đội Mỹ và liên minh các đối tác đảm bảo từ đảo Ship. Giới chức Mỹ cho biết sẽ tìm kiếm điều phối hợp tác với Israel về vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo cũng như với Liên hợp quốc và các tổ chức nhân đạo phi lợi nhuận nhằm phân phối hỗ trợ trong phạm vi Gaza. Tuy nhiên, nỗ lực do Mỹ đứng đầu về thúc đẩy viện trợ bằng đường biển, đường không sẽ được thúc đẩy sớm mà không có sự tham gia của Israel. Tuy nhiên, trong khi một số thành viên Đảng Dân chủ của Tổng thống Biden hoan nghênh việc thúc đẩy viện trợ, nhiều nhà lập pháp Đảng Cộng hòa lại nghĩ khác. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Marco Rubio viết trên X, trước đây là Twitter, "Xây dựng một cảng ở Gaza là xây dựng cảng cho Hamas." Một số nhà lập pháp và tổ chức cứu trợ nhận định kế hoạch càng nổi của Mỹ nhằm che đậy một vấn đề lớn hơn, sự thất bại trong việc thuyết phục chính phủ Israel nhằm đưa thêm hàng viện trợ vào Gaza thông qua đường bộ, con đường nhanh nhất và hiệu quả nhất. Giám đốc điều hành Avril Benoit của Tổ chức Bác sĩ Không biên giới tại Mỹ nói, đây không phải vấn đề hậu cần mà là vấn đề chính trị. Thay vì trông cậy vào quân đội Mỹ để xây dựng một giải pháp tạm thời, Mỹ nên nhấn mạnh việc tiếp cận nhân đạo ngay lập tức, thông qua những con đường và các điểm vào hiện có. Chuyển sang những tin tức quốc tế đáng chú ý khác, Thưa quý vị, Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã cùng vận động tranh cử tại bang chiến địa Georgia vào ngày 9 tháng 3. Tổng thống Biden đã giành chiến thắng ở bang này với cách biệt không đáng kể trong cuộc bầu cử năm 2020, nhưng các cuộc thăm dò gần đây đã cho thấy cựu Tổng thống Trump đang dẫn trước ở Georgia. Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã cùng vận động tranh cử tại bang chiến địa Georgia vào ngày 9 tháng 3 Tổng thống Biden thắng Georgia với cách biệt không đáng kể trong cuộc bầu cử năm 2020, nhưng các cuộc thăm dò gần đây cho thấy cựu tổng thống Trump đang dẫn trước ở bang này. Giới phân tích chính trị khẳng định với Fox 5 rằng cả hai ứng cử viên sẽ vận động mạnh mẽ ở Georgia cho đến cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11. Nhà phân tích chính trị Phil Kent nói rằng việc tổng thống Biden và cựu tổng thống Trump cùng vận động tranh cử ở Georgia vào cuối tuần này cho thấy một điều, đây là một bang dao động. Tôi nghĩ ông Trump sẽ nhấn mạnh vào thành tích tuyệt vời mà ông ấy đã đạt được trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Cho dù bạn không thích ông Trump, bạn cũng phải thừa nhận rằng kinh tế Mỹ hiện đã đi xuống. Dưới thời ông Trump, chúng ta từng độc lập về năng lượng, trong khi giá cả hàng hóa và các khoản thế chấp cũng giảm. Chiến dịch vận động của Tổng thống Biden tại Georgia diễn ra hai ngày sau khi ông đọc thông điệp liên bang. Tại Georgia, theo chiến lược gia chính trị dân chủ Theron Johnson, Tổng thống Biden nhiều khả năng tiếp tục nêu bật những thành tựu chính mà ông đã đạt được ông johnson nhận định những gì bạn nghe ở thông điệp liên bang cũng chính là những gì bạn sẽ nghe khi ông ấy đến georgia tổng thống biden sẽ nói về việc ông ấy đang phát triển nền kinh tế như thế nào cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân ra sao ông ấy cũng sẽ nói về giáo dục và xóa mù chữ đây là những điều quan trọng mà tôi nghĩ rằng cử tri georgia muốn nghe từ tổng thống lo lắng dường như là tâm trạng chung của nhiều người mỹ trước viễn cảnh ông trump và ông biden tái đấu khi họ không thực sự đặt niềm tin vào gương mặt nào với chiến thắng vang dội trong ngày siêu thứ ba, Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump gần như chắc chắn sẽ trở thành đại diện Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa ra tranh cử vào Nhà Trắng năm nay, lặp lại cuộc đối đầu năm 2020. Dù vậy, trong nhiều tháng qua, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy Đa số người Mỹ không mặn mà với màn tái đấu ông Trump và ông Biden. Người Mỹ thường xuyên phàn nàn về các chính trị gia, nhưng giới quan sát cho hay, hiếm khi có nhiều người Mỹ không hài lòng với đường lối của đất nước đến vậy trong cuộc đua tổng thống năm nay. Hiếm khi có nhiều cử tri đến vậy nói rằng họ muốn một lãnh đạo khác. Cử tri không thích cả tổng thống Biden và cựu tổng thống Trump nhiều đến mức giờ đây họ có biệt danh riêng, những người ghét cả hai. Theo CNN trong ngày 8 tháng 3, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã có cuộc gặp kéo dài khoảng một tiếng với ông Trump tại dinh thự Mar-a-Lago, bang Florida. Đội ngũ của ông Trump tiết lộ rằng hai người đã thảo luận một loạt vấn đề ảnh hưởng tới Mỹ và Hungary, bao gồm cả chủ đề an ninh biên giới. Ông Orbán nói sau cuộc gặp với cựu Tổng thống Mỹ, Chúng ta cần những nhà lãnh đạo được tôn trọng, những người có thể đem lại hòa bình. Ông Trump là một trong số đó, hãy trở lại và đem tới hòa bình. Thủ tướng Hungary nhấn mạnh rằng đã không có xung đột nào xảy ra ở Trung Đông trong giai đoạn ông Trump còn nắm quyền từ năm 2017 đến năm 2021, ông Obama còn nhận định rằng cuộc xung đột Ukraine đã không nổ ra nếu ông Trump thắng cử năm 2020. trong khi đó, nguồn tin của CNN tiết lộ rằng ông Trump đã tiếp đón ông Obama bằng một chương trình ca nhạc. ông Trump nói thủ tướng Obama là một nhà lãnh đạo tài ba, ông ấy thật tuyệt vời. trước khi cuộc gặp diễn ra, tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ trích sự kiện khi phát biểu trước người ủng hộ trong cuộc vận động tranh cử ở Philadelphia bang Pennsylvania ngày 8 tháng 3, ông Biden nói: "Mọi người có biết ông Trump sẽ gặp ai tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago không? Đó là thủ tướng Hungary Orbán, người đã tuyên bố thẳng thừng rằng ông ấy không nghĩ nền dân chủ hiệu quả và đang theo đuổi cách nắm quyền cứng rắn. Ông Biden cũng chỉ trích người tiền nhiệm vì đã khuyến khích Nga tấn công các quốc gia NATO không góp đủ ngân sách cho liên minh. Tổng thống Mỹ nói thêm: "Tôi nhìn thấy tương lai nơi chúng ta bảo vệ nền dân chủ, không phải làm suy yếu nó." Ông Orbán người thường xuyên bất hòa với Liên minh châu Âu EU về các chiến dịch chống nhập cư và những động thái nhằm để nhà nước kiểm soát nhiều hơn cơ quan tư pháp, tổ chức phi chính phủ và truyền thông. Ông Orbán được ông Trump mô tả là lãnh đạo vĩ đại và các chính sách bảo thủ của ông Orbán cũng được các chính trị gia theo chủ nghĩa dân túy ở Mỹ ca ngợi. Hungary là thành viên duy nhất của EU duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Nga sau khi xung đột ở Ukraine bùng phát. Thủ tướng Orbán thường xuyên ủng hộ việc ngừng bắn lập tức và đàm phán hòa bình. Ông cho rằng ông Trump người từng nhiều lần tán dương Tổng thống Nga Vladimir Putin, đủ khả năng nhất để tìm cách chấm dứt xung đột. Thủ tướng Hungary từng khiến lãnh đạo các nước EU tức giận khi phản đối lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga và gặp Tổng thống Putin tại Bắc Kinh hồi tháng 9 năm 2023. Trong diễn biến khác, ngày 8 tháng 3, Thủ tướng Ukraine Denis Mihan cho hay nước này sẽ nhận được 6 tỷ euro, gần 6,6 tỷ đô la Mỹ từ Liên minh châu Âu EU thông qua nguồn tín dụng kéo dài 4 năm dành cho quốc gia Đông Âu trong 2 tháng tới. Theo đó, Chính phủ Ukraine dự kiến sẽ nhận được 4,5 tỷ euro, hơn 4,9 tỷ đô la Mỹ vào tháng 3 và 1,5 tỷ euro, tức hơn 1,6 tỷ đô la Mỹ khác vào tháng 4. Reuters trích lời Thủ tướng Smihan nói, năm nay chúng tôi đặt mục tiêu nhận được khoảng 16 tỷ euro, tức hơn 17,5 tỷ đô la Mỹ từ EU. Ukraine sẽ có đủ nguồn lực để chiến đấu và giành chiến thắng. Đó là mục tiêu chính và chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể vì mục tiêu đó. Với cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện đã bước sang năm thứ ba, Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ kinh tế và quân sự từ các đồng minh phương Tây. Hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ trong hai năm đầu của xung đột đã giúp chính phủ duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đảm bảo thanh toán lương hưu và tiền lương khu vực công kịp thời. Trong khi đó, quốc gia Đông Âu chuyển phần lớn nguồn thu ngân sách trong nước để tài trợ cho các nỗ lực quốc phòng của mình. Dữ liệu của Bộ Tài chính Ukraine cho thấy, nước này đã nhận được khoảng 73,6 tỷ đô la Mỹ tài trợ nước ngoài vào năm 2022 và năm 2023. Mặc dù vậy, trong hai tháng đầu năm nay, Kiev chỉ nhận được 1,2 tỷ đô la Mỹ do các gói tài chính lớn bị trì hoãn hoặc bị phong tỏa. Bộ trưởng Tài chính Serhiy Machenko cho biết, Kiev cần khoảng 3 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng để có thể vượt qua năm 2024. Chính phủ Ukraine vay thêm từ thị trường nợ trong nước và yêu cầu các công ty nhà nước tạm ứng một số khoản bắt buộc phải nộp ngân sách để đáp ứng nhu cầu chi tiêu hai tháng đầu năm. Theo Reuters, Ngoại trưởng Armenia Ararat Mijoyan nói trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình TRT World của Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều cơ hội mới phần lớn đang được thảo luận ở Armenia và điều đó sẽ không có gì là bí mật nếu tôi nói rằng điều đó bao gồm cả tư cách thành viên trong Liên minh châu Âu. Ông Mijoyan có phát ngôn như trên bên lề một diễn đàn ngoại giao ở thành phố Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Reuters, kể từ khi lên nắm quyền trong cuộc cách mạng vào năm 2018, thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã thắt chặt mối quan hệ của Armenia với châu Âu và Mỹ khiến Nga phẫn nộ. Thủ tướng Pashinyan cáo buộc Nga đang tìm cách làm suy yếu chính phủ của ông. Armenia cũng cáo buộc Nga đã không bảo vệ được mình trước đối thủ lâu đời Azerbaijan, vốn đã xích lại gần Moscow hơn trong những năm gần đây. Trước đó, theo hãng tin Reuters, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Armenia Suren Papikian và người đồng cấp phía Pháp Sebastian Lecornu tuyên bố hai nước vừa ký thỏa thuận hợp tác quân sự quan trọng. Trong đó, Pháp cam kết sẽ bán súng trường có độ chính xác cao cho Armenia cũng như huấn luyện một số sĩ quan quân đội của Yerevan. Số vũ khí trên sẽ do tập đoàn quốc phòng PGM của Pháp cung cấp. Tuy nhiên, giá trị cụ thể của thương vụ không được hai bên công bố. Ông Papikian tuyên bố trong cuộc họp báo chung với ông Lekonu, Armenia quyết tâm hiện đại hóa quân đội, chúng tôi sẽ tự thân làm điều đó với sự giúp đỡ của các quốc gia đối tác. Đây là động thái sử dụng tất cả công cụ hòa bình để bảo vệ biên giới của chúng tôi. Armenia sẽ gửi 5 binh sĩ đến Học viện Quân sự Saint-Cyquet-Quidan của Pháp để được tập huấn. Bên cạnh đó, Paris cũng đề xuất giúp Yerevan huấn luyện các hạ sĩ quan của nước này. Ngoài ra, ông Lekonu còn xác nhận Paris sẽ cử cố vấn quân sự chuyên về các hệ thống phòng thủ đất đối không để giúp Armenia tự vệ trước đòn tấn công từ thế lực tiềm tàng nhắm vào dân thường. Động thái trên của Armenia diễn ra chỉ một ngày sau khi nước này tuyên bố tạm dừng việc tham gia Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO, Liên minh quân sự do Nga dẫn đầu. Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Frank 24, được Thủ tướng Pansinia nói rằng CSTO, liên minh quân sự bao gồm Nga và năm quốc gia từng thuộc Liên Xô cũ là Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan đã không đáp ứng được kỳ vọng của Yerevan. Ông Pashinyan nói thông qua một phiên dịch viên đề cập đến văn kiện nền tảng của CSTO. Theo quan điểm của Armenia, thì hiệp ước an ninh tập thể đã không hoàn thành các mục tiêu của mình, đặc biệt là trong những năm 2021 và 2022, và chúng tôi không thể cứ phớt lờ để chuyện đó xảy ra. Thủ tướng Armenia cho biết, trên thực tế, chúng tôi đã đình chỉ việc tham gia hiệp ước này về động thái tiếp theo chúng tôi sẽ phải xem xét ngoài ra ông pansinian cho rằng azerbaijan quốc gia láng giềng hai lần đi đến xung đột vũ trang với armenia trong ba thập niên qua đã không tuân thủ các nguyên tắc cần thiết để đạt được một hiệp ước hòa bình lâu dài cũng theo nhà lãnh đạo azerbaijan đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công khác ông cho biết hiện không có cuộc thảo luận nào về thời điểm đóng cửa căn cứ của nga ở armenia việc đó phải tuân theo các hiệp ước khác nhau Vừa qua, Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận chung quy mô lớn mang tên gọi Lá chắn tự do. Đây cũng là lần tập trận chung thứ hai giữa hai nước kể từ đầu năm nay. Cuộc tập trận kéo dài 10 ngày này sẽ làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Theo hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, cuộc tập trận mang tên Lá chắn tự do là cuộc tập trận chung thường niên giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc, diễn tập chỉ huy mô phỏng tình trạng khẩn cấp trên bán đảo Triều Tiên qua máy tính, bao gồm các nội dung huấn luyện thực địa và các hoạt động diễn tập khác. Hoạt động tập trận diễn ra trên bộ, trên biển, trên không, không gian mạng và không gian, dựa trên kịch bản phản ánh các mối đe dọa an ninh. Mục tiêu của cuộc tập trận này nhằm tăng cường thế trận phòng thủ chung, khả năng tương tác cũng như khả năng phối hợp hoạt động của liên minh Mỹ và Hàn Quốc, nhất là trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên ngày càng leo thang. Các quan chức quân sự Mỹ và Hàn Quốc cũng nhấn mạnh, cuộc tập trận sẽ mang tính cứng rắn và thực tế, dựa trên các kịch bản phản ánh bài học rút ra từ các cuộc chiến tranh và xung đột gần đây. Cuộc tập trận dự kiến sẽ bao gồm 48 nội dung huấn luyện cơ động thực địa, nhiều gấp đôi so với cuộc tập trận diễn ra vào mùa xuân năm ngoái, bao gồm ném bom, bắn đạn thật và đánh chặn tên lửa hành trình. Trước động thái này, KCNA đưa tin Bình Nhưỡng lên án cuộc tập trận mang tính thách thức và liều lĩnh, cảnh báo rằng các lực lượng Triều Tiên sẽ giám sát những hành động phiêu lưu, đồng thời triển khai hoạt động quân sự có trách nhiệm để kiểm soát tình hình an ninh bất ổn. Nhằm đáp trả hành động của Hàn Quốc và Mỹ, ngày 7 tháng 3, Triều Tiên đã tiến hành cuộc tập trận thứ hai trong tuần này. Đài KCNA cho biết, cuộc diễn tập pháo binh được thực hiện hôm 7 tháng 3, có sự tham gia của các đơn vị gần giới tuyến Triều Tiên và Hàn Quốc với tầm bắn đến thủ đô của đối phương, đề cập đến thủ đô Seoul gần 10 triệu dân. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un thị sát cả hai cuộc tập trận. Theo những bức ảnh được báo chí nhà nước đăng tải, ngày 8 tháng 3, KCNA đăng bài viết nói rằng cuộc tập trận pháo binh gửi một thông điệp đến Hàn Quốc. KCNA viết, cuộc tập trận bắt đầu với màn thể hiện năng lực tấn công bằng pháo tầm xa ở khu vực gần biên giới đặt thủ đô của đối phương trong tầm bắn và thực hiện các nhiệm vụ quân sự nhằm nâng cao năng lực gian đe giao tranh. Bài báo viết, ông Kim nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị huy động lực lượng chiến đấu thường xuyên để tất cả các đơn vị pháo binh có thể chủ động tấn công nhanh chóng và mạnh mẽ khi bước vào một cuộc xung đột thực sự. Các hệ thống pháo binh của Triều Tiên gây chú ý trong những tuần gần đây, khi Hàn Quốc cho rằng Bình Nhưỡng đang hỗ trợ vũ khí cho lực lượng Nga chiến đấu ở Ukraine. Theo các chuyên gia, các cuộc tấn công bằng pháo binh gần như không thể phòng thủ được. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Điểm nóng thế giới trên VTC News ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.